Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Viên Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2019, Hành Viên làm một clip ngắn trân trọng giới thiệu đến là các bác một số mẫu súp hơi 40 đến từ thương hiệu DK. Đây là một mẫu súp rất phù hợp cho anh em ghép các bộ hát karaoke gia đình cũng như bộ nghe nhạc. Cái súp là một tiếng đánh bắt ấm, dày và sâu, nó cho người nghe nhạc thích thú hơn. Thì ngày nay em nhập được về là 4 quả súp hầm bát 40 từ 220 hạng 100. Đây là một dòng súp bãi xịn đến từ Anh Quốc, có tên là DK Darking. Cấu tạo rất đẹp, nó là có hai lỗ thoát khí. Và cái quả súp này nó vừa nhỏ gọn, vừa đẹp mắt và âm đánh rất đực, rất căng và rất sâu. Các bạn nhìn rất là đẹp này. Em nhập được 4 quả duy nhất thôi, không có nhiều. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Có thể nói là cho dù súp bãi nhưng có thể nói là nó còn đẹp đến 80%. Thì đây một dòng súp hầm 40. Các bạn nhìn nó đẹp không? Nó sơn bằng sơn sần cát và thùng nó là thùng gỗ ép nhiều lớp. Thứ hai nữa là ở phía trước nó có hai lỗ thoát khí, ở phía trên nó hỗ trợ ra một cái lỗ cắm có thể bác trồng loa phun lên rất là đẹp thông qua một cái cọc cắm ở đây. Cái này là phía trước nhá, thì cái bề rộng nó khoảng tầm 60 rất đẹp nhá, sâu nó khoảng 50 mà cao nó khoảng tầm cũng 50, cho nên là nó rất là đẹp, gần như là một cái hình vuông rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Và em tháo sẵn một quả rồi. Bạn nhìn cái thùng này, cái thùng có chất này, tất cả cái chỗ lắp lại miếng gỗ nó đều có lớp lỉ này. Và cái bát sẽ được úp vào trong này. Đấy. Và bên trong có như này, một khối gỗ liên tục này. Không biết cái thằng Anh Quốc làm gì mà làm nhiều gỗ này, vừa tốn kém. Thực ra cái miếng gỗ này bên trong nó làm mục đích để nó cắt âm, mà nó chia âm, nó tạo tiếng súp ấm, dày, sâu, mạnh nhưng không bị gỗ đuôi, không bị u. Thì chính là cái nghệ thuật và cái tài năng của người Đức. Xin lỗi bác, người Anh người đã làm được cái việc này rất là đẹp nhá. Phía sau là hỗ trợ hai rắc lưu trích, đây hai rắc lưu trích, đây mà hàng có thể nói tuyệt vời luôn, hàng của Tây từ cái ốc này, từ cái ốc lục giác nó như này này, có thể còn rất là đẹp. Mà cái lắp có những cái lắp nó đã chất này rồi, đây, cái lắp mà để lắp này vào đẹp này, hỗ trợ tay sách. Và đặc biệt đó là cái quả bát nó này, bác nhìn thấy đã phê rồi. Nó dùng một cái bát có trọng lượng là gần 11 cân, từ 220 từ đen, họng 100 và dòng này dòng bát 8 xương, xương gan. Đấy. Mà nó bằng giấy, bác này quan sát thì em này, rất là đẹp luôn, bằng giấy. Và nhện của nó rất là còn dai, còn dẻo, đẹp không tì vết, còn riêng nguyên bản 100%. Ui giời. Đây chính là cái bát đó nhá, dùng gân lụa tẩm dầu và cái phía trên này là sóng, cái hàng chất hàng tây bây giờ nó là sóng này, khi đánh nó không văng ngang mà chỉ phép lên xuống thôi. Thì cái giá cho một cái quả súp này các nhá, giá cho một quả súp này thì em sẽ cung cấp các bác là 4.500.000 đồng bao ship Hàn Quốc, trừ ra cái đảo Hồ Quốc em chịu, còn trong khu vực miền Nam, miền Bắc thì miền Trung thì giá là 4.500.000 đồng trên một quả này. Các bác mua một em mua một, mà mua một em bán một, mua hai em bán hai. Thì bên cạnh đó là em phải tiếp tục được 4 quả súp giờ xem súp bắt 50 từ 220 100, thì con này có giá 5.000.000 đồng của Italia. Mặt thì em có một quả, mặt và hầm như tiền nhau, hầm có 4 quả, tổng cộng em về được là 9 quả súp. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110. Bên cạnh đó em còn có một đôi loa B3 có model là Pro 15, dụng bắt 40 bãi xịn của Đức, một đôi giá là 16.500.000. Chưa bao ship, các bác có nhu cầu ủng hộ em nhá. Một clip ngắn nhất